Yes. Today, right? So, good evening. Today, we will go on with the revision about the lesson, the home, right? Yes, got it. In the previous class, we have started about the home. Inside a house, we have living room, bathroom, bedroom, okay, kitchen, and dining room. Okay, do you remember all of these new words? Yes, we have living room, right? No, living room, bathroom, okay, bathroom, and what else? Kitchen. Yeah, here the south, we have the dining room is the last, right? Yeah, we have the 5 rooms in the house. Đó, hôm trước mình học về 5 loại phòng ở trong một nhà đúng chưa? Rồi cô bảo là các bạn là về nhà vẽ cho cô Ngọc một bức tranh nói về ngôi nhà của mình á. Nhà cô Ngọc thì là nhà tầng một tầng ở nhà chờ có nhà ống thôi, có 5 phòng không mà. Đúng không vậy? Rồi, thế mình chả có bạn nào vẽ cho cô cả. Rồi, thế bây giờ để có mình ôn lại nhá. Thì hôm nay mình có quiz gì nè, các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu một bài kiểm tra trực tiếp. Anh em đâu? Vào quiz gì ngay. Right. Sẵn sàng chưa nào? Cái này thì không cần phải hướng dẫn rồi đúng không? Yes. Thôi được rồi, coi như là vẽ thì chưa có nói. Thì bây giờ mình sẽ vào đây kiểm tra nha. Home, sweet home, ngôi nhà yêu thương, chiều mến của chúng mình. Các bạn sẽ vào trong phần quiz gì nha. Xong các bạn nhập mã trò chơi nha. Rồi, để cô xem nào. Bắt đầu chia sẻ link thông qua phần chat sau. Right, phần chat. Rồi, ok. Rồi, Kiên đã vào. Rồi, Hà Bình An đã vào. Mình hiểu. Rồi các bạn vào link nha. Cô vừa gửi trên nhóm đó. Rồi sau đó. Sau khi các bạn vào link thì các bạn sẽ nhập cho cô cái mã trò chơi của mình là 4 người rồi. Nhanh lên. Ok, quickly. Quickly. Home sweet home. Rồi. Sophia là ai nhỉ? Sophia comment cho cô là Sophia là bạn nào nhỉ? Sophia. Đừng để biệt danh các con. Để biệt danh là chút nữa là kể cả có thắng nhưng mà cũng không biết tên bạn nào gọi đâu. Ví dụ như là cô hay để ý là lớp mình có nhớ rất nhớ tên nhưng những cái tên ví dụ là Kim Ngân, Ngọc Hân, đấy, Hiệp Phạm, Diệu Anh, Thùy Anh, rồi Ngọc Anh, Kiệt, đấy. Đức Phong này. Đấy, là những cái bạn mà rất là đấy, Khánh Vân rồi, Kim Ngân này, Minh Khang, Duy Phong, Thái Quân, Minh Hiếu, Bình An đấy, các bạn để đây cả Khả Hân nữa, như cô nhớ được Kim Ngân nhím rồi, gọi tên Kim Ngân trong đêm rồi nhớ, thì các bạn để tên như thế thì cô mới nhớ, còn bây giờ các bạn mỗi hôm thì các bạn để một cái nickname là cô không biết đâu. Cô không nhớ được. 30 rồi. Minh Kiệt 142731 là thế nào? Minh Sáng. Cái gì có bạn tên Scratchlanger. Kinh rồi. Ghê chưa? Là tên gì đây? Comment cho cô biết là để cô có biết. Thái Thịnh Admin luôn. Thái Thịnh Admin là bạn nào? Cho nào 31 bạn rồi. Lớp mình hiện tại bây giờ đang có 42 bạn. Ngọc Nam 4820 Thiên Bình Ngụy là gì? Oh my god, can you comment your full name before you join your game please? I need to know your full name. Your Diệu Anh. Rồi sau lớp mình 33 bạn là các bạn có khó khăn gì trong quá trình các bạn vào không nhỉ? Nhiều bạn bảo là cô ơi không vào được. Các bạn có khó khăn gì không? Minh Kiệt rồi này. Có bạn nào chưa? À có những bạn bé rất là bé các bạn chưa thể tự vào được nha. Thế các bạn bắt đầu được chưa nào?
Are you ready for this? Ready or not? Rồi, lớp có 40, 43 rồi. Lớp không vào muộn đâu nha, vào muộn là mất công là cho vào các thứ nha. Rồi, là các bạn vào chưa nào? Yes. Nhanh lên, lớp thì có hơn 40 bạn và bây giờ là có những bé, bạn bé thì không sao chứ bạn lớn thì phải vào chứ. Mấy bạn bé 4 tuổi thì các em chưa tự vào được thì đấy chứ. Ờ, Jenny, các bạn nào mà vừa tắt mic kìa lại còn vừa không để tên thì xin phép là remove nha. Rồi, Duy Phong. Phong đâu? Bảo Anh đâu? Mở cam cho cô xem nào. Rồi. Cứ tắt đi như thế không thì nó lại bị kích. Rồi, Minh Kiệt đây rồi. Các bạn mở cam lên nha. Sẵn sàng chưa? Are you ready for this game? Tại vì là quên mất không? Yes. Yes, good. Rồi, cô đang mở cam cho một mở mic cho ấy đấy. Cho Duy Phong đấy. Nào, bắt đầu. Okay. Yeah, the sounds we just have start the class, you know. Các bạn đây. Link Zoom Pro thôi. Rồi, bây giờ chậm rồi. Các bạn đang ấy rồi. Ai? Rồi, trong đáp án này, đáp án là bad, right? Thì có 7 bạn vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của mình nha. Sẵn sàng chưa nào? Cheese. Here we go with that sound. Rồi kế bên sát bên là gì? Là vì đây là một cái dạng đánh máy chứ không phải là chọn đáp án ngẫu nhiên cho nên là cũng sẽ đây nào next to. Rồi kế bên sẽ là next to nhá. Còn các bạn là chọn đáp án in front of là ở đằng trước mặt mình được không các con? In front of các bạn nhớ này, in front of ví dụ như là my laptop is in front of me, right? Cái laptop thì đang ở trước mặt cậu. Còn cái từ behind, okay? My bed is behind me, right? Behind, đằng sau. Và cô nhớ là trong một cái bài ở lớp cộng đồng trước, có nghĩa là cái mùa lớp cộng đồng cách đây trước Tết ấy. Nhớ không nào? Mà cái hồi mà cô vẫn ở phòng cũ ấy, là có cái bạn meo meo ấy, có bạn mèo to ấy, các bạn nhớ không? Là đã dạy về cái bài này rồi. Rồi nếu mà bạn nào học cũ thì sẽ nhớ. Ok, đúng rồi, có bạn meo meo hôm đấy dạy các con về vị trí á. Rồi tiếp tục nhá, cố gắng lên nào. Right, nhìn hình bên và điền từ tiếng Anh tương ứng. Right, what it is here? À, khó điền, cứ nhắc đến điền chữ là khó lè.
Okay, what this here? Look at the picture here, and we all know that is bookshelf. Oh no, that is a bookshelf. Đây là cái giá sách nhá. Dành cho những bạn nào, à, cái câu trả lời đầy đủ cũng như là câu này cũng khá là một câu hỏi khá là khó đối với rất nhiều bạn ở đây. Được chưa? Lại nó lại còn là cái dạng viết từ nữa, right? Nào, các bạn có thể ghi chú vào một tờ giấy nốt bất kỳ nào hay là vào quyển vở của bạn để chút nữa bạn cắt từ này ra để bạn học nhá. Bookshelf, right? Book, quyển sách, được chưa nhỉ? Self, cái giá. Bookshelf là cái giá để đựng sách. Here, look at this picture, and we have this is a bookshelf, right? Get us out. That's a new word for all of my manuscripts here. So I hope that you will take note this word. Okay, write down it into sticker. Okay, next one. Look at this picture and tell me what is this here. That's a table, right? Nhưng cô vẫn đang thắc mắc tại sao mà có tận 12 bạn không nhớ ra cái từ này mà hôm trước mình đã học cái từ này rất là nhiều lần rồi đúng không? Các bạn còn nhớ không? Là hôm trước cô hôm thứ hai cô bảo là à ở trong phòng khách có cái gì nhỉ? Cô vẽ hẳn ra một cái table đúng không? Rồi, xong cả cái phòng dining room mình có cái table, right? Cái table là cái dễ nhất rồi. Quên mất rồi. Rồi cái bàn. À, cái desk thì nó mang một cái nghĩa nó chi tiết hơn. Nó giống như kiểu là cái bàn chung chung thì là một cái thứ bốn chân hay là ba chân gì đấy, nó gọi là cái bàn chung chung, bàn gì cũng gọi là cái bàn đúng không? Tuy nhiên là cái desk là cái bàn làm việc và cũng là cái bàn học, được chưa nhỉ? Cái desk thì nó chi tiết hơn. Còn ở đây nó là cái table, right? That's a table. Cái bàn nói chung. Ở phía sau là gì nào? Okay, here we go. Oh, xem nào. Behind, chính xác, vừa rồi cô vừa giải thích xong đúng không? In front of, trước này, behind me, đằng sau. It's easy for you, right? Yep. Next one. Cô hy vọng là những cái câu này nó sẽ không quá làm khó các bạn, nhưng tại vì nó cũng đều là những câu khá là đơn giản đó. Here we go, look at the picture and tell me what it is. Here, look at this and guess me what it is. Not many students can answer this question, and I wonder why. This sofa, right? Cái ghế sofa ấy, các bố mẹ ở nhà ấy gọi đây là cái ghế sofa đó.
sofa, right? It's easy. Cái này mình đã được học từ bài hôm trước rồi, ngay thứ hai thôi. Right? Ở phía trước. Giờ thì lại tỉnh, rất tỉnh táo luôn. Rất, các bạn rất là thông minh. Khi mà đã được nhắc một lần rồi thì các bạn làm rất nhanh. Okay, good job. In front of. Yes, Đỗ Hồng Chi vẫn đang little bored luôn. Okay. Bạn cố gắng lên nha. Dễ. Now, what is it here? Vẫn là Đỗ Hương Chi tài thật, hôm nay mình chút nữa cô sẽ phải phỏng vấn bạn Đỗ Hương Chi một chút nha. Oh, that sounds right. Để cô xem nào tình hình các bạn. À, có 5 bạn vẫn điền sai câu này. Tức là câu này là chỉ có 23 trên 39 bạn trả lời. Trong đó là có mỗi 18 bạn nhớ ra được cái từ computer này thôi. Còn đó là tất cả các bạn thì đều không biết hoặc là không nhớ từ này thì cũng đáng quan ngại đấy nhá. Để chút nữa con sẽ dặn dò sau nào. Có một cái bàn ở kế bên cái giường. Kế bên. Duy Phong lại định vẽ cái gì hay không? Rồi. Nó chỉ loanh quanh những cái từ, ví dụ như từ next to đúng không? Từ in front of và từ behind thôi. Next to là ngay bên cạnh, kế bên. Right? In front of đằng trước và behind đằng sau. Các bạn chú ý nhá.
một cái kệ sách ở phía sau máy tính sang tiếng Anh. Rồi, cái kệ sách của đây cô gợi ý là bookshelf. Rồi, có hai bạn mới hoàn thành. Bởi vì câu này là một câu viết khá là khó đúng không? Các bạn có mất thời gian viết, bạn đừng mất thời gian nghĩ nữa. Cho nên là cô để thời gian khá là dài. Okay, next one. Rồi, hôm nay cô thấy có Đỗ Hương Trì. Ok, nào bây giờ cô sẽ viết lên trên bảng để có thể chữa cho các bạn nha. Here là sao? Here. Câu hỏi của chúng mình là hãy dịch câu, đúng chưa? Hãy dịch câu. Có một chiếc kệ sách ở phía sau trên máy tính được chưa nhỉ? Right. Thì mình đơn giản thôi, không có vấn đề gì cả. Viết lên đây thì các bạn sẽ mường tượng nó dễ hơn nhé. Con sạch một chút luôn nè. Có là gì nhỉ? Có một đúng chưa? There. Oh, I'm sorry for this. Wait me a little bit. Here we go. We have there, right? There. Rồi. There mà có một. Cái một cái gì thì mình dùng there is. Được chưa? Có. The book sell. Right. Ok, ở phía sau là gì? Behind a computer. Right? It's easy. This one. There is a table. Okay, where is the position of the table? Vị trí của chiếc table so với chiếc sofa như thế nào nhỉ?
Okay, now so we just have the 10 minutes left. Mình chuẩn bị nha. Oh, các bạn đây rồi. Thì các bạn sau bài kiểm tra này các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn sẽ thiếu sót nhiều thứ đấy. Thank you Ngọc Hân, right? Thank you. Nào, cố lên các bạn nào. Rồi, cái câu này là các bạn lại làm nhanh nhỉ? Có thể là con không có dấu chấm hoặc là con không biết hoa chữ cái đầu. Vẫn chưa có sự xoán ngôi nào ở đây nhưng mà Mai thì rất là sát nút rồi. Rồi, bedroom chính xác. Mà bạn nào quanh kitchen với bathroom này là phải xem lại video buổi hôm trước nhá. Kitten. Rồi, đã có sự thay đổi nha. Okay, cô sẽ không nói thêm một từ gì nữa. There are two clowns in the living room, right? Con không vào quiz gì được. Oh, nó bị thoát giả hơn.
Ồ, thế thôi, do quy gì bị lỗi, không sao nhá. Is there a sofa next to the table? Yes or no? Comment thì có nghĩa là lộ đáp án. Right. Comment thì sẽ lộ đáp án cho các bạn. Thì thôi, mình xem, mình theo dõi thôi. Ví dụ cô xem, nó có sẽ nghiện câu đề hỏi các bạn nhé. Đó, right. Nào. Okay. Look at the leaderboard here. We have now. Xin chúc mừng bạn Mai nhá. Bạn Mai thì đã vươn từ một cái dốc rất là cao để đi lên vị trí dẫn đầu được chưa nhỉ? Và cô xin chúc mừng bạn nhé. Nào bây giờ mình sẽ quay lại với bài hôm nay, bởi vì là lớp mình thì đang bị giới hạn thời gian, cho nên là cô sẽ phải tranh thủ nói chuyện với các bạn một lúc. Không? Right. Thì cô thấy cái khả năng mình vừa rồi có thể là do dịch này, hay là do cái việc các bạn nghỉ nhiều, thì các bạn đã rơi dụng đi kiến thức rất là nhiều nhá. Các bạn đã bị rơi dụng kiến thức rất là nhiều. Vì vậy là trong cái dịp nghỉ hè này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tìm đến các cái phương pháp hay là các cái khóa học ngắn hạn hoặc là dài hạn gì đó để các bạn có thể là tutor lại cái bản thân của mình một chút nhá. Ví dụ như là những cái kiến thức mà rất đơn giản. Nếu mà các bạn nào mà đi theo cô Ngọc lâu rồi thì các bạn sẽ rất là nhớ thôi, nhưng mà các bạn mới thì cô sẽ nhắc một chút là các bạn cần phải rèn luyện lại. Nó chỉ đơn giản, thứ nhất là về từ vựng về nào nhỉ? Ở các phòng thôi đúng không? Các phòng này, rồi là mình chỉ liên quan đến cái cấu trúc there is hoặc là there are thôi. Đúng chưa? Cô chỉ có 2 phút để nói nốt này. There are thôi đúng không? Tức còn một số các cái từ chỉ vị trí, ví dụ như là behind ở đằng sau đúng không? Rồi in front of, right? In front top hoặc là cái gì next to thôi, đó nó chỉ quanh quanh luẩn quẩn những cái từ đấy thôi mà, được không? Đó, mà bây giờ mình đang bị rơi dụng kiến thức rất là nhiều, vì vậy là cô hy vọng là trong cái thời gian sắp tới này của mình sẽ tranh thủ thời gian hè để mình ôn luyện lại kiến thức để lấy lại cái phong độ của mình nhá, được không nào? And now hôm nay rất là thiệt thòi cho các bạn, tại vì là thời gian của chúng mình thì đang bị giới hạn và cô sẽ không thể nào mà nói chuyện nhiều hơn với các con được. Nhưng mà đây cũng là giống như là một cái lời cảnh báo của cô về cái việc là mình đang hơi chủ quan trong quá trình mình học tập nhá. Right. Oh, bạn nào đang share màn hình đây? Đang quá trình mình đang học tập được chưa nào? Thì mình sẽ phải tranh thủ cái thời gian hè để mình luyện thêm được không? Và cô hy vọng là Ban Giáo Đô sắp tới sẽ có những cái chương trình để cho các bạn ôn lại được, trước mắt là về phần kiến thức, về ngữ pháp và từ vựng, nó bám sát được sách giáo khoa. Rồi sau thì mình sẽ học thêm các cái chương trình nâng cao ở ngoài. Right? And now this is the end of class today. You need to press the teeth. Okay. Wash your face. And go to sleep. Các bạn nhớ gửi bài vẽ cho cô nhé. Have a good night. Bye bye. Nhớ là ôn luyện lại nha. Chúng mình sẽ có một buổi nói chuyện dài hơn vào hôm sau đó. Bye bye. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher.